Em Hoàng Dân, cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Đăng 3 kính chào cô chú và kính chào quý anh chị. Hôm nay em lại làm một cái video nói về kỹ thuật trừ cỏ thế hệ mới. Thì như quý anh chị và bà con đã biết, kỹ thuật trừ cỏ đời mới này á là nó đỡ độc hại, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đất, không làm cháy đất. Thì hôm nay em giới thiệu kỹ thuật trừ cỏ cao cấp hơn một chút, hơn kỹ thuật trừ cỏ cũ. Đó, cao cấp hơn là loại nào? Đây, em sẽ quay lại cho quý anh chị và con được biết. Thuốc trừ cỏ khai hoang Q10. Đó, thuốc trừ cỏ khai hoang Q10 là thuốc trừ cỏ thế hệ mới. Đó, thế hệ mới diệt trừ hầu hết các loại cỏ như cỏ mân trâu, cỏ thay lai, cỏ chỉ và cỏ khác và các loại cỏ khác. Nhưng mà em xin nhấn mạnh là nhất là cái cỏ tranh nhé. Nhất là cái cỏ tranh. Đó, cỏ tranh là rất là khó chết. Và một số quý anh chị có hỏi là cái cỏ tranh có chết không và có chết tận gốc không. Thì em xin khẳng định 100% là cái dòng cỏ đời mới này là chết được cỏ tranh và chết được tận gốc và thối cả rễ. Đó, và nó vừa chạy vừa lưu dần nhá quý anh chị. Một số quý anh chị nói là nó thể chạy vẫn lưu dần, nhưng mà nó cả lưu dần nhá, chết tận gốc. Đó, chết tận gốc. Thì cái thuốc cỏ khai hoang này Q10 này á, là nó đời cao cấp hơn của cái thằng khai hoang Q7. Thì trước cái Q7 á thì một số bà con anh chị phun cũng nói chết, nhưng mà vẫn chưa mạnh. Thì cái công ty BMC này là tiếp tục ra cái dòng sản phẩm là khai hoang Q10, nó mạnh hơn Q7 nữa, thì giá nó cao hơn một chút thôi. Đó, giá bán hiện tại là 70.000 một chai. Đó, 70.000 một chai cho 900ml. Thì cái chai này là quý anh chị bà con là phun cho 100 lít nước nhé. Đó, cái chai này là phun cho 100 lít nước. Phun cho 100 lít nước. Đó. Thì em quay tần cho quý anh chị bà con. Đó. Thì thay thế cái gốc này, hồi xưa cái gốc glyphosate này. Đó, gốc glyphosate là bà con phun rất là mệt người. Nó độc cho con người mình và đất nó ảnh hưởng, nó làm hỏng hết đất, chai đất. Đó. Phá hủy cái hệ sinh vật ở trong đất. Còn cái thằng thuốc cỏ cái khai hoang cái đời mới này á là nó không làm trái đất nhé. Đó, nó xịt xong nó phân hủy trong đất luôn, xịt xong nó phân hủy luôn, và người đi phun á là không có mệt. Đó, người đi phun không có mệt nha quý anh chị bà con. Mình xịt xong, nếu mình xịt diện tích khoảng 50 hecta là về là rất là mệt. Cái thuốc cỏ đây mới á, đời cũ rất là mệt, nhưng cái thuốc cỏ đây mới này á thì quý anh chị xịt diện tích lớn, xịt liên tục là không gây mệt nhé, không gây mệt người, mà nó là hiệu quả nhé. Đặc biệt là hiệu quả tiêu diệt hầu như các loại cỏ khó chết. Đó, nhất là cái cỏ tranh nhé, chết được tận rễ luôn. Em khẳng định lại là thối cả rễ luôn nhé. Đó, thối cả rễ. Đó, một số quý anh chị tôi xịt có thể cháy, nhưng mà nó chết được cả tận gốc luôn. Đó, em xin khẳng định lại là chết tận gốc. Quý bà con và anh chị yên tâm về chất lượng nhé. Đó, thì cái khai hoang Q10 này đời nó cao hơn cái Q7 một chút, mà nó mạnh hơn Q7 nhé. Thì thuốc cỏ khai hoang Q7 thì quý anh chị cũng đã phun rồi, đã biết rồi. Thì hôm nay em xin giới thiệu Q10 cao cấp hơn một chút. Thì giá bán cái khai hoang Q10 này một chai 900ml là 70.000. Đó, chai này là 70.000 một chai. Đó. Thì có một số quý anh chị á hỏi là muốn kèm 24D. Đó, kèm 24D cho mạnh thêm. Thì em xin giới thiệu là đây, cái dòng này dạng gói mà thay thế cái 24D nhá quý anh chị. Gói này có 30.000 một gói thôi, nhưng mà phá cho 10 bình luôn, tương đương với một phí đó. Đó, cái gói này phá cho là 10 bình tương đương với 200 lít nước. Đó, kèm vào thì không có cái loài cỏ nào mà sống sót được quý anh chị nhá. Nếu mà hai loài này phá với nhau thì không có một số loài cỏ nào mà sống sót được. Đó, em cam kết 100%, nếu không chết trả lại tiền. Đó, đây là cửa hàng của em đây. Đó, em đang đóng hàng đi đây này. Đó, đang đóng hàng đi đây. Đó, đang đóng hàng đi đây quý anh chị nhá. Đó, thì quý anh chị yên tâm về chất lượng, cửa hàng em bán đúng chuẩn giá. Đó, đang đóng hàng đi này. Đó, thì hôm nay em Hoàng Dân, cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Đăng 3 làm cái video ngắn nói về cái sản phẩm thuốc trừ cỏ Q10 thay thế đời cao hơn Q7. Đó, thì bà con và anh chị đang gặp tình trạng vườn nhà mình nhiều cỏ mà xịt các loài thuốc khác không chết cỏ,
thì liên hệ em nhé, số điện thoại trên màn hình. Thì quý anh chị mà phun chết thì nhớ ủng hộ em đó. Thì cái đó là cái quan trọng nhất là chế cỏ đó. Thì hôm nay em làm video để chia sẻ lên đây, thì quý bà con anh chị thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho em nhé. Thì video đến đây là kết thúc. Em xin kính chào quý anh chị và quý bà con. Em hẹn quý anh chị và quý bà con trong những video tiếp theo. Em xin trân trọng kính chào.